Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị là trồng những cái cây kiều, những cái cây đa thân cho vào những cái chậu như này. Cây nhỏ thì bà không cần chậu lớn đâu nhá, cây nhỏ bà trồng những cái chậu nhỏ thôi, để cho giá thể nó tập trung lại và phân bón và cũng chăm tập trung lại cho cây chúng ta nó phát triển. Sau này khi mà cây phát triển mạnh, ta mới tính sang chậu lớn. Và bây giờ ta chuẩn bị một cái dầu định dừa đen như này, có một ít lỗ phía dưới. Đầu tiên chúng ta có thể bỏ một ít than củi hoặc là vỏ thông cũng được, than củi vỏ thông cũng được, ta bỏ phần dưới. Bởi vì giống kiều thì rễ rất là khỏe nên là cần cái giá thể thông thoáng ở phần gốc, tránh tình trạng là cây chúng ta nó bị úng nước khi rễ nó phát triển ra. Còn bề mặt trên thì chúng ta cho một ít giếng sợi như thế này, giếng sợi nhỏ nhỏ nhỏ, giếng sợi là giữ ẩm tốt, giữ phân tốt, thoát nước tốt và tơi xốp. Có việc quan trọng nữa là chúng ta phải dùng một cái ti để định vị cái lan chúng ta. Chúng ta dùng cái ti bọc nhựa, chúng ta bẻ một cái xuống khoảng tầm một phân nhé. Rồi chúng ta bẻ tiếp ra khoảng cho ra hình một cái kẹp, cho một cái kẹp giống như này đó, rồi là bẻ ra về phía trước để chúng ta nó kẹp cái cây này vào thành chậu cho nó chắc. Rồi chúng ta bẻ đứng cái này lên để làm cái điểm tựa cho cái kia cái lan chúng ta. Đặc biệt cái lan khi chúng ta trồng mà chúng ta làm cho cái rễ lung lay kẹp phát triển đi là chúng ta sẽ bóp cái vào thành chậu cho thật chắc, rồi nó cứng cáp khi mà chúng ta trồng vào. Rồi khi cái lan chúng ta sau khi mà chúng ta để nó ra bắt đầu nhú rễ như này này, là chúng ta sẽ tiến hành đi trồng được. Chúng ta trồng vào cũng giữa chậu, cái thân tơ nó quay ra giữa chậu, hơi hướng về phía trước. Rồi chúng ta có thể dùng những dây rút, rút nhỏ, chúng ta cột cái lan chúng ta lại để định vị làm sao cái gốc nó không được lung lay trong thời gian ra rễ. Nếu gốc lung lay trong thời gian ra rễ thì cái lan chúng ta nó sẽ bị hư rễ, thui chột đi, thì làm cho lan chúng ta kém phát triển. Nên là chúng ta định vị cái gốc, chúng ta cột khoảng 2-3 thân thôi để định vị cho cái lan chúng ta nó không bị lung lay trong lúc nó ra rễ. Sau khi rễ mà nó khỏe rồi á thì cái chúng ta có thể gỡ các cái dây này ra. Thì khi mà rễ khỏe rồi những cái này không còn quan trọng nữa, rễ nó bám xuống giá thể rồi thì không có tác dụng gì với cái thân này nữa. Đó là phương pháp đơn giản nhất để chúng ta trồng. Chúng ta giặt cho cái phần giá thể này nó hơi bằng cái bề mặt chậu, đừng có bằng cao mặt chậu nhé, nó dưới cách mặt chậu. Rễ lan chúng ta nó mới ra, chúng ta sẽ cho lót một ít cái rêu trắng này này, chúng ta bỏ xung quanh cái chậu nó để giữ ẩm cái phần rễ, nó tránh nó bị khô rễ. Vậy là đã xong một cái cách trồng lan đơn giản nhất. Chúng ta có thể là trồng chậu để bỏ lên sạp hoặc chúng ta gắn móc vào, mình chỉ có thể gắn móc vào treo lên. Rồi chúng ta khi mà chờ cái rễ ra nhiều chúng ta mới bỏ phần gốc khi xung quanh. Còn hiện tại bây giờ là chưa có phần gốc, chưa có phần gì cả. Và nếu mà anh chị chúng ta cái chậu lan chúng ta quá khô mà chúng ta muốn giữ ẩm tốt thì anh chị có thể sử dụng một cái khay nước. Thì chúng ta khô quá thì chúng ta sẽ cho lên khay nước, bỏ nước xung quanh và hơi ẩm nó sẽ bốc lên giúp cho cái lan chúng ta không bị hư rễ trong thời kỳ đầu ra rễ. Đây là phương pháp mà giúp những cái lan mới trồng giữ ẩm tốt nhất. Anh chị vào theo dõi kênh của Vườn Lan Nguyễn Thanh, thấy có ích thì hãy nhớ giúp em nút đăng ký để nhận những video sớm nhất và những cái kinh nghiệm hoa lan.